Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, vụ bác sĩ David Dow bị lôi ra khỏi máy bay United Airlines ở phi trường Chicago có thể nói đã gây chấn động thế giới. Sau khi đoạn phim cho thấy cách ông bị đối xử được các cơ quan truyền thông và trang mạng xã hội đưa lên. Và sau đây là ý kiến của cư dân miền Bắc của tiểu bang California về chuyện này. Quá đáng, thật là quá đáng luôn. Rất là ngỡ ngàng mà không tin đó là sự thật nữa. Rất là bức xúc, rất là giận. Thì em không nghĩ là một cái hãng hàng không rất lớn như vậy mà lại xảy ra những cái tình trạng như vậy. Em rất là no happy, unhappy about that. Em là hàng năm em đi travel rất là nhiều, nhất là hãng United Airlines. Anh đã gặp cái trường hợp như vậy khi nào chưa? Em và gia đình vừa đi New Orleans về. Thì trên đường lên chuyến máy bay United Airlines thì người ta có yêu cầu nếu như khách hàng nào volunteer để mà ở lại nhường cái vé đó cho những người khách hàng khác thì người ta trả cho mình từ 800 rồi sau lên 1.200, với là người ta book cho mình chuyến ngày sau. Thì những cái yêu cầu như vậy người ta chỉ cần những khách hàng nào volunteer, còn nếu không thì người ta không có làm gì mình hết. Khi mà coi trên cái clip á, mà với là trên CNN á, mà thấy cái cảnh mà người ta kéo ra một khách hàng như vậy, mình tưởng tượng như đây là giống như là một cái cuộc một cái giang hồ gì thôi, chứ không phải là một cái chỗ mà khách hàng. Thì mình rất là bức xúc, nói thẳng là vậy, là mình không ngờ mà hãng United Airlines đã mướn những cái nhân công mà có những hành động thô bạo như vậy. Tên đã ngồi vô rồi mà sau đó mà lôi kéo đuổi khách ra vậy là em thấy không có được. Thấy rất là dã man. Em không chịu cái cảnh đó đối xử với một người mà người ta đã trả tiền rồi, người ta được cái vé, người ta đã lên ngồi rồi mà còn kéo người ta xuống. Thấy rất là lạ trong cái cuộc sống này. Chưa bao giờ thấy nước Mỹ có chuyện đó xảy ra. What they did there, just pull him out of the plane like that wasn't right. Các nhân viên của hãng hàng không làm việc không chuyên nghiệp. To just accuse him of doing something even if he was right or wrong. Just from the looks of it, it was wrong. And đây là việc làm không đúng của các nhân viên của hãng hàng không. I would not fly with them if that's how they treat their customers. Jumping to conclusions like that. Trong suốt thời gian làm đại lý vé máy bay thì trường hợp này là lần đầu tiên mà em thấy, thì em cảm thấy rằng nó rất là vượt mức trong cái đối xử với một human right như vậy. Một cái professional airline như vậy mà đối xử những khách hàng như thế, cảm thấy là em rất bất đồng và bất xúc với những hành động như vậy. Thưa quý vị, không biết sự việc này có đưa ra tòa hay không. Nếu đưa ra tòa thì chúng ta phải chờ đợi phán quyết chính thức của tòa án. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN.